Ý nhiễu trong thành quê Sa Ly thảy đều được tan biến. Chúng đệ tử nhất tâm trì tụng kinh Châu Báu. Yani tha putani samagata ni punmani wa yani wa anta likhe sabbe wa puta sumana pavantu athopi sakkacchang sunantu pasitang tabahi putani sametha sabbe metang karo tha manusia pachaya di wa charato cha haranti ye palim tat mahi ne rakatha apamatta. Chúng thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã phân tập nơi đây, mong khởi lòng quan hỷ thành kính nghe lời này, rồi với tâm bi mẫn năng hộ trì nhân loại vốn niêm ngài hồi hướng phước lành đến chư thiên. Dạng kỳ quy tăng y tha hoa hú răng hoa sắc ghê su hoa văn ra ta năng phá ni tăng. Nam mô sa măng a thi ta tha ga tê na y đăng phi bút thê ra ta năng phá ni tăng. Ê tê na sắc chê na su vát thi hồ tu. Những vật quý trong đời chốn này hay nơi khác cả châu báu cõi trời không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thể. Do vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Kha văn quý ra gần a ma tăng pha ni tăng gia gia cha gà sắc gia mu ni sa ma hi tô na tê na tham mê na sa ma thi kiến chi đăng phi tham mê ra ta năng phá ni tăng ê tê na sắc chê na su vát thi hồ tu. Pháp bất tử tối thượng đi dục diệt phiền não Phật Thích Ca Mâu Ni, những pháp ấy trong thiền không gì sánh bằng được. Pháp thiền vi diệu ấy, do vậy chính chánh pháp là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Dạ, Xích Hồng Nhật ơi, cẩm dân xin giới rồi kính mời Xích Hồng Nhật vô ông bài nha. Trả bích lại cho Xích Hồng Nhật nha, thấy Xích Hồng Nhật mừng quá. Để cẩm dân xin giới rồi cẩm dân trả bích lại nha. Dạ, Nam Mô Bố Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Đại Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào tất cả quý Phật tử. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh trao truyền tâm quy và hữu giới cho hàng Phật tử chúng con. U ca sa mai văn phành tê quý sung rát kha nát thà giá. Ti sa ra ne na sa ha văn cha si la ni ya cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để phân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Đô ti yam bi mai hằng mai văn phần tê quy sung rát kha tha ya ti sa na. Ti sa ra ne na sa ha văn cha si la ni ya cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, ta ti yam bi mai yam phần tê quy sung rát kha na tha ya. Ti sa ra ne na sa ha văn cha si la ni ya cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để phân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, và chúng con kính thỉnh Thượng Tòa Minh Hạnh trao truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con.
và con kính dâng bích đến sư. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phật, qua đó Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh nguyên tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phật, qua đó Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phật, qua đó Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật, qua đó Ngài là bậc A Đăng cao thượng, được chứng quả chánh biên tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật, qua đó Ngài là bậc A Đăng cao thượng, được chứng quả chánh biên tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ của Đức Phật, qua đó Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biên tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Bụt đăng sa ra đăng ga cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Đàm băng sa ra đăng ga cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sàng khăn sa ra đăng ga cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đu ti giảm biết bụt đăng sa ra đăng ga cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đu ti giảm biết thầm băng sa ra đăng ga cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Đu ti giảm bi sằng khang sa ram ga cha mi. Con đem lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Ta ti giảm bi bồ đăng sa ram ga cha mi. Con đem lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Ta ti giảm bi thầm măng sa ram ga cha mi. Con đem lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta ti giảm bi sằng khang sa ram ga cha mi. Con đem lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Thammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Duṭiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành sinh quy Phật lần thứ nhì. Ta ti dâm đu ti dâm bi thăm măng sa ra năng gạt cha mi. Con hết lòng thành kinh sinh quy Pháp lần thứ nhì. Đu ti dâm bi sang khăn sa ra năng gạt cha mi. Con đem hết lòng thành kinh sinh quy Tăng lần thứ nhì. Ta ti dâm bi bút thăng sa ra năng gạt cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti dâm bi thăm măng sa ra năng gạt cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta ti dâm bi sang khăn sa ra năng gạt cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Ti sa ra na ga năng pháp năng phép quy tam báo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phần tê dạ xin vâng.
Banati bata veramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là có ý đánh xa sự sao sanh. Adina dana veramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là có ý đánh xa sự trộm cắp. Kame sumicha chara veramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là có ý đánh xa sự tà dâm. Musa vada veramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là có ý đánh xa sự nói dối. Sura merayama chappamadatha na veramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là có ý đánh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Panati pata veramisika padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adina dana veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumit cha cha ra we ra ma ni sikha pa đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Mu sa wa da we ra ma ni sikha pa đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me ra ya ma cha pa Madhathana Viramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Imani Bancha Sikha Padane Sathukang Katawa Apamadena Nichaka Lang Sammarakitapang. Chỉ thiện tín nên thọ trì ngụ giới này chứ được trong sạch, phải vẫn giữ hành theo cho đến trọn đời, chẳng nên dĩ vui. A ma phần tê và dân Sì lê na su ga tân dân tí, sì lê na phô ga sa ba đa, sì lê na nhịp bộ tân dân tí, tạc ma sì lăng vi sô thạ dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Cái chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Cái chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ nên chư thiện tín cho đáng thọ trì dễ luật chứ được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu sa thu lành thai. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã trao truyền tâm quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con, và chúng con kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh. Và thấy có Xít Nhật vào rồi, và kính mời bàn tay của Xít nha. Sa thủ kính cảm ơn các cả nhiều. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Tăng. Và cảm ơn Sức Trần Đạo, Sức Trần Đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con thành kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Đại Đức cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng, Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Nhật Bình mến chào Cẩm Vân, mến chào Sức Trần Đạo, kính chào Chanh Đá Rá, mến chào Thi An Lạc, kính chào Buông Bỏ, mến chào Sức Rạng Đông, kính chào Hiển Mộng, kính chào Ai Kêu Em Đó, mến chào Tâm Phương, mến chào Trang Thư, mến chào Châu Phan. Một lần nữa, con thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức, Nhật Bình kính chào Đạo Tràng. Dạ, sa thú kính cảm ơn Châu Phan cho Nhật Bình biết được tín hiệu.
Sa thú, sa thú đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô Cảm Vân đã hoan hỷ thay mặt đạo tràng để bái tam bảo và thọ trì quy giới. Nhật Quỳnh cũng kính thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Xích Vạn Đông đã mở rung và cho nghe bài pháp của Ngài Chánh Minh. Dạ, cảm ơn Vạn Đông đã cho bài học. Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ. Con không biết Đại Đức, Đại Đức có trước máy không bạch sư? Nếu sư có trước máy, sư cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, xà thủ. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tuệ Đức Từ Bi tiên phong ôn bài pháp của kinh số 221. Và Nhật Bình kính mời mến mời Xích Cẩm Vân, Xích Trần Đạo, Xích Rằng Đông, Xích Tâm Phương và kính mời tất cả lão tràng vị nào có thể đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên để ôn bài thì Nhật Bình kính mời. Và bây giờ thì con kính nhân mít đến Đại Đức Tuệ Đức ạ. Nam mô Bụt Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang diễn trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tôi nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài kinh Pháp Cú câu số 121. Mappamanh nhê thappa bát sát namang tăng agamisati udapin tunipa te na udakumpho piru rati palopu ratipa bát sát thô cách thô trăm biết a chí năng chớ chê khinh điều ác, cho rằng chưa đến mình như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng đầy tràn. Người ngu chứa đầy ác do chất chứa dần dần. Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nước rơi từng giọt giọt thôi, lâu ngày chày tháng đến hồi tràn lưu, chút chút việc ác mặc dù ngày qua tháng lại người ngu ác đầy. Là phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Và cô xin kể. Ma pa mạnh nhê ta pa pa sa nam ang tăng a gami sa ti udaping nudipa udaping dunipa tena udakum pho pipu rati palo pu rati pa pa sa toka tokam bi a chi năng. Ma pa mạnh nhê ta pa pa sa namang tang agami sati udaping dunipa tena udakum pho pipu rati palo pu rati pa pasta toka tokam pi achinang. Mappamanye thapa pasta namang tang agami sati udaping dunipa tena udakum pho pipu rati palo pu rati pa pasa toka tokam pi a chi năng. Dạ con xin hết ạ. Kính mời cô Lạc Lê tiếp theo ạ. Dạ con kính dạ alo dạ kính cảm ơn nhà con. Dạ con kính cảm ơn Đức Tịnh. Con xin đọc câu kệ số 121 ạ. Ma pa ban ye tha pa pa sa na man tang a ga mi sa ti u pa e pa pin dun ni pa te na u pa kum po pi pu ra ti ba ba lo pu ra ti ba ba pa sa tho tho ka thô cầm bí a chi năng.
chớ chê khinh điều ác, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người ngu chứa đầy ác, do chất chứa dần dần. Và đó bằng dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nước rơi từng giọt giọt thôi, lâu ngày chài tháng đến hồi tràn lưu, chút chút việc mặc dù ngày qua tháng lại, người ngu ác đầy. Nhà con xin đọc kệ. Mà ba manh nhê thà ba bánh giam, na năng tăng an gà mít sa ti, u đà pin đun ni ba tê na, u đà cầm po pi pu ra ti. Ba lô bu ra ti pa ban sa, tô ca tô khâm bi a chi năng. Chớ khinh điều ác, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người ngu chứa đầy ác, do chất chứa dần dần. Và bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nước rơi từng giọt giọt thôi, lâu ngày chài tháng đến hồi tràn lưu, chút chút việc ác mặc dù ngày qua tháng lại, người ngu ác đầy. Và đó là câu thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Dạ, kính mời chị Đặng Đông ạ. Sa thú chị Lạc Lê, con kính lãnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính lãnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 121. Mắp ba màn nhề tha bà bát xá, na măng tăng à ga mít xá tí, u ra bình lu ni bà tề ná, u ra cùng phù bi bù ra tí, bà lô bù ra tí bà bát xá, thô ca thô cầm bi à chi năng. Mắp bành nhề tha bà bát xá, na măng tăng a ga mít sa tí, u ra bình đu ni bà tê na, u ra cùng phù bi bù ra tí, bà lô bù ra tí bà bát sa, thô ca thô cầm bi a chi năng. Mập ba mạnh nhẹ tha bà bát sa, na măng tăng a ga mít sa tí, u ra bình đu ni bà tê na, u ra cùng phù bi bù ra tí, bà lô bù ra tí bà bát sa, thô ca thô cầm bi a chi năng. Chớ chê khinh điều ác, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người ngu chứa đầy ác, do chất chứa dần dần. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mắp ba màn nhề tha bà bát xa, nã măng tăng à ga mít sa tê, u đa bình đu ni bà tê na, u đa cùng phô pi bù ra tê, bà lô bù ra tê bà bát xa, thô ca thô cầm pi a chi năng. Nước rơi từng giọt giọt thôi, lâu ngày chạy tháng đến hồi tràn luôn, chút chút diệt ác mặc dù ngày qua tháng lại, người ngu ác đầy. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Trần Đạo. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Con kính đảnh lễ từ tội minh hạnh Đại Đức Tẩy Đức cùng chư tôn đức tăng. Xin chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin kể câu kinh pháp cú số 121 ạ. Mập ba manh nghe khả ba bát xa,
Nam tăng a ya mít ra ti Uda bindu ba te na Uda kumbo pi bu ra ti Ba lo bu ra ti ba ba ni sa Thu ka thu kang bi a chi năng Mập ba man nhê tha ba ba chi sa Na mang tăng a ya Thân xa ti Ú đa binh đô Nì ba tê na Ú ca đâm Cung bô Pì tu ra ti Bà lô bu ra Kì ba ba mi sa Thô ca thô căng Bì a chi ni Chớ chê khinh điều ác Cho rằng chưa đến mình Như nước nhỏ từng giọt Rồi bình cũng đầy tràn Người ngu chứa đầy ác, do chất chứa dần dần. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mạnh manh nhê thà ba ba tinh xa, Má mang tăng a giảm tinh xa ti. Ú đa binh đu nhì ba tê na, Ú đa cung bô bì bú ra ti. Bà lô bú ra tì ba ba tinh xa, Thu ca thu căng bị a chi năng Nước rơi từng giọt giọt thôi Lâu ngày chạy tháng đến hồi tràn lưu Chút chút gì ác mặc dù Ngày qua tháng lại người ngu ác đầy Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thế Đức Dạ thầy chị Cẩm Vân ạ Dạ Nam Mô Bức Tha Dạ Nam Mô Tham Ma Dạ Nam Mô Phan Kha Dạ Con kính đảnh lễ Đức Phật Con kính đảnh lễ Giáo Pháp Con kính đảnh lễ Đức Tăng Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức Cùng Chư Tôn Đức Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room Con xin đọc bài Ôn bài câu số 121 Na Pa Manh Nhê Tha Pa Pát Xá Na măng tăng a ga mít sa tí u đá bin đu ní pa tê na u đá cum bô pí bu ra tí pa lô bu ra tí pa bát sa thô cá thô căng pí a chí năng na pa mình nhề tha pa bát sa Na măng tăng a ga mít sa tí a u đá bin đú ní pa kê ná u đá cùng bồ pí bù ra tí pa lô bù ra tí pa bát sa thô cá thô căng pí a chí năng chớ khinh chê điều ác cho rằng chưa đến mình Như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng đầy tràn Người ngu chứa đầy ác do chất chứa dần dần Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu Nước rơi từng giọt, giọt thôi Lâu ngày chè tháng đến hồi tràn lưu Chút chút việc ác mặc dù ngày qua tháng lại người ngu ác đầy Bản phổ thơ của Hoàng Giới Đức và Cấm Nhân đã ôn bài xong và kính mời bằng tay của quý Phật tử và kính mời bằng tay của Sít Nhật Quỳnh nha. Dạ sa thú kính cảm ơn Ngài Phật. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ. Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp, Ân Đức Tăng Còn thành kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tây Đức Cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng Nhật Quỳnh kính lễ quý ba quý cô tu nữ Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu Dạ, cảm ơn Rạng Đông, cảm ơn Trần Đạo Cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu Cảm ơn Rạng Đông cho bài học Dạ, thấy vắng quá nên còn kéo dài thời gian một chút xíu Dạ, cảm ơn Rạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu Mong có vị nào vào đạo tràng trễ à, lúc này
như Sức Thi Na nó cũng rất là bận rồi nên là ít vào đạo tràng. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ con xin được ôn bài câu pháp của kinh số 221. Mập bắp bành nhề thắp bà bà sa na măng tăng a ga mít sa ti u đa bình đu ni bà tê na u đa cùm phô ni bô ra ti bà lô bô ra ti bà sa thô ca thô căng vi a chi năng. Mập bắp bành nhề thắp bà sa na măng tăng a ga mít sa ti u đình u đa bình đu ni bà tê na u đa cùm phô đi bồ ra tiếp bà lờ bồ ra tiếp bà sa thợ ca thợ công bi a chi năng. Mắt ba bành nhẹ tháp bà sa na măng tăng a ga mi sa ti u đa bình lu ni bà tê na u đa khum phơ bi bồ ra tiếp bà lờ bồ ra tiếp bà sa thợ ca thợ công bi a chi năng. Chớ chê khinh điều ác, cho rằng chưa đến mình như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người ngu chứa đầy ác do chất chứa dần dần. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Mà ba manh nhê, thà ba xa, nạ măng tăng a gà miệt sa ti u đa binh đu ni ba tê na u đa khum phô bì bù sa ti ba lỡ bu ra ti ba sa thô ca thô căm bì a chi năng. Mà ba banh nhê tha ba sa na mang tăng a gà mịt sa ti ô đa binh đu đi ba tê na ô đa cung phô bì bù sa ti ba lỗ bu ra ti ba sa thô ca thô căm bì a chi năng. Nước rơi từng giọt giọt thôi, lâu ngày chảy thẳng đến hồi tràn lưu. Chút chút việc ác mặc dù, ngày qua tháng đến tràn. Chút chút việc ác mặc dù, ngày qua tháng lợi người ngu ác đầy. Nước rơi từng giọt giọt thôi, lâu ngày chảy thẳng đến hồi tràn lưu. Chút chút việc ác mặc dù, ngày qua tháng lợi người ngu ác đầy. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Còn thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức, Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng. Và con vừa đọc vừa nhìn màn hình coi đại đức Tịnh Đạt cũng như quý cô ông bài có vào không mà chẳng thấy bị trào vào. Chưa thấy đại đức Tịnh Đạt, cũng chưa thấy có một vị nào vào để ôn bài. Và kính chào người phương Nam, kính chào Sư Tí Amata vừa vào đạo tràng. Đàn Đông ơi, Đàn Đông đang ở trước máy phải không? Dạ, mời Đàn Đông cầm mic để Nhật Quỳnh thính đại đức Tịnh Đạt nha. Atma cha sa bhikkhave majjhima patipada tathagatena abhisambuddha chakku karani jnana karani upasamaya Abhinyaya Sambodhaya Nibbanaya Sambattate
ayameva ariyo attangiko makko siyati dam samma ditthi samma sankappo samma vacha samma kammanto. Dạ sa thưa, kính cảm ơn Thích Rạng Đông. Dạ con thành kính lãnh lễ thường tọa tại quyền vừa quang năm vào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Rằng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con vừa thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt, thì Đại Đức Tịnh Đạt nói là thượng tọa Tây Quyền giả ngày hôm nay. Dạ, Nam Mô Bích Hà giá. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tây Đức đã từ bi tiên phong ôn bà Pháp Quốc Kinh số 221. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Xích Trần Đông, cảm vân Xích Trần Đạo, Xích Tâm Phương đã hoan hỷ lên ôn bài. Và bây giờ thì dạ, sư Tịnh Đạt nói là bữa nay sư giảng luôn vậy, dạ có gì sư gọi sư Tịnh Đạt giùm con mới vừa gọi tức thì sư Tịnh Đạt bảo với con như vậy. Bạch sư, dạ gọi sư Tịnh Đạt giùm con trong lúc con thỉnh pháp sư. Bạch sư, dạ Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa tại quyền, cũng như nếu có thì có Đại Đức Tịnh Đạt để vào giảng dạy bài học ngày hôm nay, câu Pháp Cú Kinh số 122. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng à, như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lâu mọc đằng nhờ ánh sáng à, cho hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường à, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên Phật ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nhị hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trần Như à, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăng thôi không mòn à, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập ma đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni à, tối nay cầu được trí trí vẹn toàn. Nam Mô Bích Tha Giá, con hành kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt vừa quang năm vào đạo tràng. Và con cũng xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng câu pháp cú kinh số 122. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính dâng mít đến sư ạ. Thank you.
Dạ Nam Mô Bụt Thầy nhé. Dạ con kính lễ chư tăng, thượng tọa Từ Quyền, thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tự Đức và chư quý vị có mặt pháp cú kinh. Dạ ngày hôm nay thì diễn đàn pháp cú kinh chúng ta học đến câu kệ ngôn pháp cú số 122. Và câu kệ ngôn pháp cú này sẽ được thượng tọa Từ Quyền thuyết giảng về duyên sự cũng như là ý nghĩa. Trước tiên thì tịnh đàn xin được phép sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 122 này. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadeyami Sokhato bhagavata dhammo dhammang namassami Supatipanno bhagavato savakasangho sankhang namami sadhu. Dạ, câu kệ ngôn pháp cú số 122. Ở phẩm Pa La Pa Pa Quốc Cá phẩm ác. Câu kệ ngôn pháp cú số 122 có nội dung như sau. Ma va man ye tha bunya sa na mang tang agamisati Uda bindu nibate na Uda kumpo bi burati Thiro burati bunyasa Thoka thokam bi achinang Mawa manyeta bunyasa Na mangtang agamisati Uda bindu nibate na Uda kumbi prati thiro prati pa thô chê khinh điều thiện cho rằng chưa đến mình như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng đầy tràn. Người trí chứa đầy thiện do chất chứa dần dần, chớ chê khinh điều thiện cho rằng chưa đến mình như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng đầy tràn. Người trí chứa đầy thiện do chất chứa dần dần. Bản dịch của ngài Hòa Thượng Minh Châu và cũng như là bản dịch văn xuôi của ngài Inda Chanda Chánh Thân. Chớ xem thường việc phước, nghĩ rằng điều ấy sẽ không đến cho ta. Bình nước cũng được tràn đầy do sự nhỏ xuống của từng giọt nước. Người khôn ngoan ngập tràn việc phước trong khi tích lũy việc phước dầu chỉ từng chút, từng chút. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy á. Dạ, bây giờ thì chúng ta sẽ sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 122 này. Dạ, chúng ta có 6 câu. Chúng ta có 6 câu kệ ngôn. Câu thứ nhất là Ma va man ye tha bunya sa. Ma va man ye tha bunya sa. Ma va man ye tha. Chớ khinh hay là chớ chê khinh, chớ xem thường. Ở đây chúng ta có từ ma là đừng, chớ, một cái lời ngăn cản. Dạ, ma va man ye tha, ma a va man man ye tha. Bunyasa, bunyasa là việc phước, việc thiện, việc lành. Bunya, bunya. Việc phước, việc lành. Câu thứ hai, na mang tăng agamisati.
Na măng tăng agamisati. Ná có nghĩa là không. Măng có nghĩa là ta hay là tôi hay là bản thân mình á. Chữ măng đây là đại từ đối cách của cái từ ahang, cho nên chúng ta có cái từ là tôi hay là mình là đối cách. Tăng là cái việc ấy, điều ấy, cái việc ấy hay là cái điều ấy. Cái việc ấy là ám chỉ cho cái câu trên đó quý vị. Agamisati. Agamisati là đến, đi đến, xảy ra. Thường thì chúng ta có cái từ là agamisati. A nó từ là gamu, căn là căn đi, cư cách trực tiếp. Nhưng mà ở trong trường hợp này thì nó có nghĩa là xảy ra, xảy đến. Câu thứ ba, Uda Bindu Nipatena. Uda Bindu Nipatena. Uda Bindu có nghĩa là giọt nước. U đá là nước, pin đú là lầy giọt. Chúng ta có từ u đá pin đú là giọt nước. U đá pin đú ni ba tê ná. Ni ba tê ná là nhỏ xuống, rơi xuống, nhỏ xuống. Rơi xuống, nhỏ xuống. U đá pin đú ni ba tê ná. Cho nên trong Bali cho có những cái cụm từ được kết hợp thành một cái từ ghép dài như vậy nè. Nếu mà chúng ta không có cái từ điển hoặc là không có cái để mà tắt để mà hiểu được cái từ này, từ điển từ u thì khó để mà có cái nghĩa, cho nên chúng ta phải tách ra u ra pin du ni pa te na hai từ. Từ câu thứ tư đó là Uda kumpho bi burati. Uda kumpho bi burati. Chúng ta có cái từ uda là nước, kumpho cộng bi. Kumpho là cái chung hay là cái bình. Kumpho, kumpho, kumpha. Cái bình này là cái bình nước. Uda kumpho là cái bình chứa nước. Ngay cả hay thật vậy hay là cũng, cái từ này là có nghĩa như vậy. Burati. Burati là đầy tràn, đầy tràn. Đầy tràn. Chúng ta đi vào câu kế tiếp. Thiro burati bunyasa. Thiro Burati Bunyasa. Thiro là người trí hay là người người thông minh, người khôn ngoan, bậc hiền trí. Thiro, Thira. Burati làm cho tràn đầy, đầy tràn. Bunyasa là việc phước, việc lành. Việc phước, việc lành. Câu cuối cùng, thô căng, thô cá, thô căng bí a chi năng. A chi năng. Thô cá, thô căng bí a chi năng. Hoặc là thô căng bí a chi năng thì cũng chúng ta cũng có cái nghĩa là từng chút. Thô cá là từng chút một, từng chút một. Thô cá, thô căng, thô cá là từng chút một. Từng chút một. A chí năng. A chí năng là tích lũy hay là thu thập. Tích lũy hay là thu thập.
từng chút một. Dạ không, chữ Purati là tràn đầy chứ không phải là bình nước ạ. Chữ Purati là tràn đầy, làm cho đầy, làm cho tràn á. Cái bình nước đó là Udakumbo. Ừ, dạ đúng rồi. Thô ca thô căng bí là từng chút một. Ai chí năng đó là tích lũy hay là thu thập. Và như vậy là chúng ta vừa sơ lược qua ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 122 ở phẩm Pa Pa Quát Gác phẩm ác. Và một lần nữa câu kệ ngôn pháp cú số 122. Ma wa manye ta bunyasa na mang tang agamisati ura bindu nipate na ura kumpo pi purati thiro purati punyasa toka tokambi ajinang. Chớ chê khinh điều thiện cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người trí chứa đầy thiện, do chất chứa dần dần. Hoặc là bản Việt ngữ của Ngài Giới Đức. Nước rơi từng giọt, giọt thôi, khe mương trăm nẻo đến hồi thành sông. Chút chút việc thiện nhẹ bồng, mai kia vô lượng hư không cũng tràn. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ tiếp theo là phần giảng về ngữ vựng, giảng về ý nghĩa cũng như là duyên sự của câu kệ ngôn pháp cú số 122. Chúng con xin thay mặt đại chúng diễn đàn pháp cú kinh xin cung thỉnh tượng tòa Tuệ Quyền giảng giải về ý nghĩa cũng là duyên sự của câu kệ ngôn pháp cú này. Và chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Tham Mai Giá. Nam mô Sẵn Khai Giới Giới Thừa, để chúng được nghe rõ. Quý vị nghe đó, và cảm ơn quý vị. Chúng con thành tâm kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng. Kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, đại đức Định Đạt, đại đức Tuệ Đức cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử, và sẽ bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Apivakkhato Phakkawata Thammo Thammang Nammasami Suppatipanno Phakkawato Savakkasangho Sangkhang Nammami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, vừa được Tam Bảo hàng gia hộ đến chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong danh pháp Nam Mô Bụt Thầy Giá. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, về viên cổ câu pháp cú số 122 này nói đến cái tích bá hộ chân mèo Pi La La Ba De Cassette Thi Quát Thuốc. Chớ khinh điều thiện cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng tràn đầy. Người trí chứa đầy thiện do chất chứa dần dần. Thì cũng là nó đối với cái câu phục cú số 121 là vậy. Chớ khinh cái điều ác cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ dần dần thì người ngu chứa đầy thiện do chất chứa dần dần. Thì câu chuyện này nó khai câu chuyện nó khác nhau. Khi Đức Phật ở tại Kỳ Viên, đề cập đến cái ông bá hộ chân mèo Pila Lapa Daka, thì một lần nọ thì trong thành Xá Vệ lập thành một cái nhóm Phật tử hộ pháp đặt bát cúng dường đến chư tăng. Đức Phật cầm đầu. Thì một lần thì Đức Phật ngài làm tọa chủ. Trong lúc phúc chúc đến các tín chủ, Đức Phật ngài có nói như thế này: này các thiện nam, ở trong giáo pháp này có một số người tự mình làm phước trai tăng cúng dường mà không rủ thêm người khác,
Khi chuyển kiếp đây sinh nơi cảnh giới nào, người ấy cũng dồi dào của cải mà không có đông đảo tùy tùng quyến thuộc. Một số người không tự mình làm phước, nhưng lại rủ ren đốc số người khác làm phước. Khi tái sinh cảnh giới nào thì người ấy có đông đảo tùy tùng nhưng không có được dồi dào của cải. Có một số người không được tự mình làm phước trai tăng, cũng không rủ ren, không hay là đốc suối, hay là khuyến khích ai làm phước, thì trong lúc mà tái sinh, kiếp tái sinh thì người ấy không có của cải dồi dào, cũng không có tùy tùng đông đảo, phải sống cảnh nghèo đói, ăn trực của người. Còn một số người tự mình làm phước, cúng dường, lại rủ thêm người khác cùng làm. Khi đi đến thác sanh đến cảnh giới khác thì những người này đều được dồi dào tài sản và đông đảo người thân tùy tùng. Khi ấy thì có một thiện nam là bậc hiền triết ngồi nghe pháp này mới lấy làm thỏa thích. Chân lý này thật là kỳ diệu. Bây giờ ta sẽ tạo nên một cái loại phước giống như Đức Phật đã dạy. Thì khi Đức Phật Ngài chuẩn bị rời khỏi pháp tòa, thì ông ta mới bạch rằng: bạch Ngài, xin thỉnh Ngài ngày mai đến thọ bát, đến nhận bát của chúng con. Thì Đức Phật Ngài hỏi: ông cần bao nhiêu vị tỳ kheo? Bạch Ngài, con xin thỉnh hết các chư tỳ kheo. Đức Phật đã nhận lời. Thì ông thiện nam vào làng, vận động đồng bào Phật tử, tất cả mọi người, thì báo cho bà con biết là ngày mai chúng tôi làm cái cúng phước, có Đức Phật cầm đầu. Quý vị tùy theo sức mà có thể đặt bát cúng dường bao nhiêu cũng được. Vị tỳ khu á, thì hãy lãnh cái phần vật thực rồi đem vật thực đến là nấu cháo hay là giao cho những người nấu. Rồi chúng ta sẽ đặt bát, tức là chúng ta có thể nhận một vị tỳ kheo hay là nhiều vị tỳ kheo, rồi chúng ta gom lại để nấu một lần để cúng dường đến chư tăng. Thì khi có một ông bà bán hộ đi đến cửa chợ, ông thấy thiện nam này, nghĩ rằng cái ông này á không thỉnh tê, không ông này á cái ông này á không thỉnh tất cả tăng chúng mà lại đi kêu ông này đã thỉnh tất cả tăng chúng mà lại đi khắp làng kêu để bắt như vậy. Ông phát bực, ông gọi thiện nam: ông hãy đưa bình đây, tôi cho hộ. Rồi ông nhúm ba cái ngón tay lại một chút gạo và ông cho một chút đậu xanh và một chút đậu trắng để bỏ vào cái chúm đó. Và từ đó về sau, ông được biệt danh là Bá Hậu Chân Mèo. Sau khi mà bố thí nước như là sữa chua, mía vân vân, thì ông Bá Hậu trút chung cái chai, cái hộp nhỏ vào và chừa một ít cái bình để cho nó chảy ra từng giọt mà cho. Thì sau khi gom các cái vật hồng phước, ông thiền nam nhận cái phần của riêng của ông Bá Hậu. Ông thấy rằng như vậy, ông Bá Hậu tự nhận riêng của phần ông Bá Hậu ít ổi như vậy đó. Thì ông Bá Hậu mới tự hỏi: vì lẽ gì mà ông này lại để phần bố thí của ta riêng? Ông ta phái một ít người thân tín đi theo ông thiện nam, hãy xem cho biết ông ta làm gì. Thì ông này đi về tới cái chỗ nấu ăn, soạn đồ. Ông Bá Hậu có một hồ phước á, thì cũng vẫn cầu cho ông Bá Hậu được phước lớn. Rồi ông lấy vào một vài ít gạo, ít đậu, bỏ chung vào số thực phẩm để nấu cháo và làm bánh. Thì đến dầu cũng vậy, nó nước mía cũng vậy nữa. Ông ta thận trọng rót vào bình, thì như là tất cả những người khác cũng đều nhau như vậy. Thì tối trai tối gái nó theo dõi, nó về lại cho ông nghĩ thầm, ông nói: nếu ông ta nói xấu ta mà ngày mai ông ta trình đến đại chúng á, giữa đại chúng á, thì ông ta sẽ giết chết để ông ta rửa nhục. Thế là qua ngày hôm sau, ông Bá Hậu lần nhau găm đi đến và thắt lưng đi đến trong cái trai đường, trong khi cúng dường chư tăng như vậy. Sau khi mà chư tăng thọ thực, Đức Phật Ngài mới dạy tất cả những người đệ tử. Thì người thiện nam nó bạch Ngài: chúng con kêu gọi cuộc đại hùng phước này là của tất cả lễ trai tăng này. Mọi người hùng phước tùy theo ít hay nhiều để dâng đến chư tăng với gạo, với đậu, với đường và với dầu ăn như vậy. Mong tất cả mọi người đều đạt được cái quả phước lớn.
thì ông Bá Hộ mới đứng đó, ông nghe ông suy nghĩ á, ta đây có một chút vật dụng cúng dường, mấy cốc cúng dường hùng phước như vậy, rồi sợ ông ta bôi nhọ bên mình cho nên ông ta đến đây để chờ sẵn sàng chờ giết ông. Thế nhưng ông thiện nam này không nói gì cả, mà đòi hướng phước lành này cho tất cả các thí chủ, nếu ai dâng thì đều được phước tốt đẹp, như dầu cho chút ít cũng được. Thì ông ta nghĩ ông ta hối hận trong lòng, ông ta sám hối đối với cái thiện nam này. Nếu mà ta không, ông ta nghĩ rằng đây là một cái việc ác, mà ta nghĩ ta chuẩn bị ta giết người nữa, đây là cái lỗi lầm rất lớn, nếu mà ta không làm chắc chắn rằng thiên lôi nó cũng sẽ đập bể đầu ta. Thì ông Bá Mộng quỳ xuống dưới cái chân người thiện nam và nói: xin hãy tha lỗi cho tôi. Thì ông thiện nam hỏi: cái gì vậy? Thì nghe ông Bá Hộ thú hết cái thuật lại hết câu chuyện sái quấy của mình. Thế ông làm như vậy, Đức Phật mới hỏi: có cái việc gì thế? Ông muốn làm phước trai tăng phải chăng? Ông thiện nam đem hết cái sự tình và bạch lên Đức Phật. Thì Đức Phật mới hỏi ông Bá Hộ: lời nói có đúng như vậy không? Bạch Ngài, đúng như vậy. Đức Phật mới dạy rằng: này thiện nam, trong việc làm phước không nên khinh thường việc làm nhỏ nhen. Sự làm phước cúng dường đến chúng tăng có Phật á, làm cầm đầu á, thì dù chút ít nhưng cũng không nên xem thường, quả thật vậy. Đối với người thiện nam hiền trí này, làm phước mà giống như cái bình không có nắp hứng, những giọt nước mưa cứ liên tục hứng mãi thì bình bát ắt cũng phải đầy. Rồi Đức Phật này giảng câu: chớ khinh điều nhỏ, cái điều lành nhỏ cho rằng chẳng đưa lại quả báo cho ta gì. Phải biết giọt nước nhiễu lâu ngày rồi cũng đầy tràn kẻ trí, sẽ dĩ toàn thiện chứa dồn từng ngày từng ít mà nên. Thì kính thưa quý vị, cái ý nghĩa của cái người hiền trí là sau khi làm phước hay hoặc chúng ta thọ nhận cái phước thì không nên xem thường cái việc lớn việc nhỏ gì. Thì việc phước dầu nó nhỏ nhen không đáng kể nhưng sẽ không có quả báo nghiệp nhỏ như thế, sẽ không thấy ta, hoặc là ta sẽ không thấy ở nơi đâu chừng nào quả ấy mới chín. Thì cũng như những giọt nước liên tục đưa vào cái bình đầy nắp thì nó sẽ tràn đầy. Bậc trí giả cũng vậy, lai rai từng làm phước mãi mãi lâu ngày rồi cũng sẽ tràn đầy quả báo như vậy. Thì cuối thời pháp thì ông Bá Hộ này ông đắc cái quả Tu Đà Quần, cùng với thính chúng thính pháp đều được cái sự lợi lạc. Chỉ qua cái câu kệ này và cái tích truyện này để dạy cho ta có một cách làm việc mà đối với những người mà vận động, những người mà kêu gọi đứng ra, chúng ta đừng bây giờ xem thường tất cả mọi người xung quanh. Người ta hùng ít hùng nhiều đó cũng là cái phước duyên của người ta. Thế đời này cái gì cũng vậy, cái gì sống lớn sống mạnh thì người ta làm bằng từ cái tâm của người ta. Nhưng đều có một số người, chẳng hạn như ông Bá Hộ này, chắc chắn rằng về sau ông sẽ là một trong những người hậu pháp rất là lớn. Tuy cái duyên khởi nhỏ của ông như vậy, nhưng khi mà có thể ông giác ngộ được, ông nghe được cái lời Phật dạy rồi đó, thì ông ta sẽ làm những cái điều tốt. Cũng như là khi mà chúng ta thường làm á, có một số Phật tử hiện nay cũng như người ta làm á, thì người ta cứ chú trọng những người mà những người đại gia hay những người tiền của nhiều, vận động kêu gọi như vậy thì nó rất là tội nghiệp. Kính thưa quý vị, nhiều lần chúng tôi có những cái việc làm từ thiện á, cái việc làm từ thiện có thể nói là chúng tôi làm cách đây được 20 mấy 30 năm, khi chúng tôi còn đi học ở Kỳ Viên á, học ở Sài Gòn ở Kỳ Viên, chúng tôi là một chúng người vận động đầu tiên đẩy cái phong trào đó lên. Kể nó mình phải làm cái việc tha nhân một chút xíu thì chúng tôi mới biết được có những người, người ta có rất ít, những cái tâm của người ta nó lớn. Cũng vậy, có những người có nhiều nhưng điều mà do cái duyên họ không có cái duyên từ thiện, duyên làm phước cho nên họ làm cũng rất là ít. Thì cái đó là tùy theo cái tâm tư suy nghĩ của mọi người, nhưng điều mà có là tốt rồi. Cũng vậy, trong cái việc mà việc cúng dường làm phước, không ai thiếu nợ, không ai bị ép buộc gì cả, mà tùy tâm, tùy cái tấm lòng của người ta. Ở đây Đức Phật Ngài không có phân biệt là người giàu, người có nhiều tiền của mà cho ít như vậy thì là không tốt, hay là người
có nhiều tiền của cho mới là tốt, cũng không phải vậy. Mà Đức Phật Ngài nói rằng hãy ta khởi tâm lên, đó cũng là một điều tốt rồi. Khởi cái thiện tâm lên là một điều tốt rồi. Cũng vậy, kính thưa quý vị, tất cả cái việc phước mà làm lớn nhỏ đó là do cái tâm tư của mọi con người. Rừng xanh do bởi nhiều cây, thành công do bởi nhiều bàn tay của mọi người. Không ai mà có đủ khả năng, không ai có đủ cái quyền phán xét buộc người ta phải như thế này, buộc người ta như thế kia, không cần. Và quan trọng lắm, đó chính là cái tấm lòng, cái thiện tâm. Mà Trịnh Công Sơn nói rằng sống như thế nào để gió nó cuốn đi, cần có một tấm lòng để làm gì, để gió cuốn đi. Thật ra cuốn đi đâu cả, mà cần có một tấm lòng, cần có một thiện tâm, cần có một cái điều tốt đẹp để tất cả tốt. Bởi vì nếu như người ta giàu có mà người ta không cho ra một chút xíu nào hết, nó lại là không tốt đẹp. Còn người ta có cho ra là tốt rồi. Còn tùy tâm, mình không có quyền phán xét người ta. Tại sao mà có một số người sinh ra trong cuộc đời này được nhiều quyền thế, được nhiều người quen biết, mà chúng ta gọi là tùy tùng, hay là nhiều người bạn bè, huynh đệ chi giao, người đó cũng có cái phước, cũng có cái hào sản, hào tâm, biết sẻ, biết chia, biết ban bố cho mọi người. Còn có một người, có một số người, người ta gọi là trọc phú đó, người ta chỉ biết lo thủ ư một mình ta, người ta thôi. Thì cái đó cũng có, làm mà không có rủ người, hay là không chia sẻ với người, làm muốn một mình làm. Không ai cùng với, không thích cho người ta cùng với mình. Dạ, chúng con cung thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền cận bích trở lại ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không? Dạ, cảm ơn rằng đông. Dạ, con thay mặt đạo tràng cung thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền cận bích trở lại. Dạ, con kính nhân bích đến sư. Quý vị nghe chúng tôi nói lại chưa? Dạ, mô Phật cảm ơn. Chúng tôi giảng trong một cái cell phone đó, cái giờ này cái đường truyền chúng tôi thì nó mới mạnh, cái cell phone này nó mới mạnh, nó mới thể nói được. Còn những cái đường truyền khác thì nó rất là yếu. Vậy cho nên ai mà có cái điện thoại tới là dĩ nhiên là nó dễ rớt mạng liền. Dạ. Cho nên ở đây chúng ta một số người làm đó, thì làm phước đó, thì tâm của họ có một cái sự hướng tâm tới mọi người, có một sự bảo, có một sự ban, tức là vận động kêu gọi tùy tâm tùy hỷ. Nó cũng là một cái ý niệm tốt để nhằm chia sẻ. Mà chúng ta biết dù quý vị làm những cái việc thiện, cùng nhau làm những việc thiện, vì sao chúng ta cùng là quyến thuộc, cùng là đồng chí hướng, cùng là đồng làm những việc lành mà chúng ta gọi là chí cốt, hay là chúng ta gọi là bạn bè trong cái việc mà giúp đỡ cứu tế, hay là trong những cái thiện sự, trong những cái thiện nguyện. Quả thật thì ngày hôm nay có một số người ta nói như thế này thế kia, nhưng phải nói trên tinh thần của chúng tôi thấy tìm được những người mà họ có cái tâm, kính thưa quý vị, có cái tâm mà cứu giúp cho cuộc đời cũng là khó. Còn chúng ta khoan hãy nói là họ sẽ bị biển thủ như thế này thế kia, đó là chúng ta suy nghĩ như vậy, nhưng điều mà chắc cũng không có đến đổi đâu.
thì 10 phần ít nhất người ta làm cũng phải là làm 7, người ta cất 3, cất 2, đó tùy duyên nghiệp duyên của người ta. Chứ mình đừng có quá là chi tiết quá đó thì nước trong không cá, xét quá không có người. Đừng có quá chi tiết. Và lớn nhỏ gì cũng vậy, chúng ta biết trân quý một cái đồng tiền bát gạo của người, một cái miếng cơm của người cho đi. Đây chính là một cái điều tốt đẹp. Dĩ nhiên, cái chuyện từ thiện thì dễ bị, còn cái chuyện mà cúng dường đến đại chúng tăng á, thì nó lại là một chuyện không ai mà giải gì mà. Đi gian lường một chút xíu của tam bảo của tăng, những người đó thì thật sự họ không hiểu biết điều về cái nhân quả, thì chúng ta không nói rồi. Nhưng điều mà khi họ biết thì chúng tôi nghĩ rằng không đến đổi đâu. Nó cũng khó, cũng có được bao nhiêu. Rồi có số người thì nhân danh công lý, thì thôi kệ, coi như là mình cứ hướng tâm đến tam bảo mình làm. Chứ còn bây giờ xét suy, để đó rằng cho rằng tôi bị lừa bị gạt, không phải mình bị lừa bị gạt mà. Chẳng lẽ tôi không hiểu biết được người đó như thế này như thế kia, thì nếu chúng ta hiểu, nếu chúng ta suy nghĩ thì trăm muôn ngàn chuyện để chúng ta suy nghĩ. Nếu chúng ta không suy nghĩ thì kính thưa quý vị, mọi việc nó hết sức là yên vui, là tốt đẹp. Mà trong cuộc đời này nó như thế. Chúng ta đang lạc, đã có cái tâm, khởi cái thiện tâm, thì kính thưa đại chúng, nó đã là một cái việc phước hết sức lớn lao rồi. Cái đây là chúng tôi nói thật, là một cái việc hết sức lớn lao rồi. Bởi vì sao vậy? Bởi cái tâm của mình đã cho ra, bậc thí mình cho ra là có quả rồi. Còn cái việc nó đi đến đâu, nó như thế nào, thì chúng ta có bao nhiêu mà chúng ta phải quan sát nhiều như thế. Giờ rồi tất cả nó tùy cái duyên, nhưng chúng ta khởi lên cái tấm lòng làm. Bởi chúng ta trách nhiều người quá đó, thì đến khi mà có những cái chuyện hoạn nạn nó tới, thì kính thưa quý vị, chúng ta không có thể, chúng ta không có được nhiều cái điều kiện tốt. Tại sao như vậy? Do cái gì? Do người ta, do bị hoàn cảnh như thế này, do bị điều kiện như thế kia. Và thế là chúng ta không có thể, không có thể tiếp giúp được. Thì thôi, tất cả cái gì cũng vậy. Chúng ta biết trân quý những cái việc thiện nhỏ, dù lớn dù nhỏ. Và phải có cái tâm cúng dường, phải có cái tâm chia sẻ, phải có cái tâm bố thí. Chúng tôi thường nói, không phải chỉ riêng là người đời, mà cả người tu cũng phải, cũng dễ dàng có cái tâm bố thí đâu quý vị. Ngay cả là cao cấp lớn hơn là những vị giảng sư, là những vị pháp sư đó, nhưng cũng dễ có cái tâm xả thí. Bởi vì cái đó là cái nghiệp của chúng sinh, nó rất là lạ. Chỉ người khác làm, nói cho người khác làm mà mình không làm. Sự thật ra, những người đó về sau có những người thân quen, nhưng đều là những người nghèo khổ. Cái quả Phật cái nói mà mình kêu người khác làm, chỉ dạy người khác làm, nhưng mình không làm, thì về sau mình không có cái phước đó. Mình chỉ có cái phước ở thân quen biết nhiều, nhưng điều mà vẫn trắng tay, vẫn khổ hoàng lai như thế. Có thể nói rằng trong cái việc làm phước, một người mà có cái tâm, có cái việc làm phước, thì người ấy phải nói rằng là đạt được rất là nhiều cái điều kiện và cái kết quả tốt mà Đức Phật hằng khen ngợi, hằng tán thán. Những người có cái tâm, những người có một cái tấm lòng để hộ đạo, hộ pháp. Nhưng phải nói rằng để mà thực hiện được những cái công đức lành, những cái điều kiện tốt để đạt được kết quả tốt, thì hãy xét lại. Nó không có chuyện là bình thường được. Cho nên cái sự tu tập cần lắm, đòi hỏi lắm. Đến một cái tâm, mà cái tâm này là cái tâm xả thí. Kính thưa quý vị, mỗi ngày một công đức, đây là một việc chúng ta cần phải tích trữ, cần phải làm. Nhiếc nước kia từng giọt nhỏ thôi, bình kia tràn chảy đúng ngày hôm nay là như thế. Chớ khinh việc thiện hay việc ác làm, e rằng không kết quả đến ta bao giờ.
nơi kia từng giọt nhỏ hờ, bình kia tràn chảy đâu ngờ hôm nay. Thì cái gì cũng vậy, cái từng chút mà chúng ta làm, ở đây nó cái từng chút nói với nói một cách lớn hơn đối với cái người mà không có cái điều kiện trực tiếp để người ta làm, thì thôi người ta làm mỗi ngày một công đức, mỗi ngày công đức đó nếu chúng ta làm thì chúng ta cũng cũng dứt bỏ bớt một phần, gọi là bỏng sẻn một cái phần chấp thủ của mình. Bởi vì cái người dân quốc giáo họ được cái sự chỉ dạy nó rất là căn bản tốt đẹp hơn là những người có cái tâm hộ đạo hộ pháp ở các nước khác, các nước quốc giáo. Thì à, một cái việc phước họ làm á, cái này á, họ để coi như là đổ hố sâu. Một phần cái này họ cho vay nợ mới, một cái phần kia họ trả nợ cũ, và cuối cùng họ biết làm phước chung của để dành hàng ngày như thế. Nhưng chúng tôi biết được cái người Miến Điện đó, họ làm một ngày thí dụ như họ được, ví dụ như được 100 đồng đi, thì họ chia 100 đồng đó, họ ăn như thế nào, họ làm như thế nào, họ cúng dường như thế nào, thì xem như họ nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi con cái, rồi họ sinh hoạt, ăn uống, và họ cúng dường. Cứ như thế, chúng ta thì dễ dàng để chúng ta tích của để dành. Nhưng sự thật ra, cái tích của để dành đó, nó cũng là, nó có phước thì chúng ta được, chứ còn nếu như không là chúng ta sẽ không, sẽ khó mà giữ được. Bởi vì cái kinh mà Quân Tập Công Đức rất là hay: dù trung sâu giấu kín, chúng bị nghĩ là ngon hay rồi, nhưng có khi bị thất thoát vì tài chủ lãng quên, hay bị kẻ thừa tự sanh lòng tham đánh cắp. Cái chỗ này hay nè. Khi hết phước làm chủ, tài sản tự biến mất. Nó tự biến mất rồi, biến mất sao? Biến mất có nhiều cách. Chúng ta không thấy nó nữa. Của chúng ta để đó, và chúng ta rồi chúng ta quên. Rồi chúng ta dời qua chỗ khác. Rồi chúng ta sợ con cháu nó phát hiện ra, hoặc cái người làm phát hiện ra, cho nên chúng ta chôn giấu một mình. Chôn giấu ở góc này, chôn giấu ở góc kia, rốt cuộc rồi chúng ta không nhớ, hay chúng ta không nhớ rồi chúng ta đi tìm mãi không ra, là hết phước làm chủ rồi. Tài sản nó biến mất bằng cách, nó có do nhiều. Bây giờ chúng tôi nói chứng minh cho quý vị biết bây giờ đó. Khi chúng ta không còn phước nữa đó, khi chúng ta cầm cái chìa khóa, cái đó là cái tủ hay gì đi, chúng ta giữ, sống giữ chết mang theo. Nhiều khi chúng ta để chỗ đó, chúng ta lại quên. Chúng ta tìm mãi, rồi có những người tìm ra, có những người tìm không ra. Thì xem như, rồi cái chìa khóa đó là nó mất, rồi chúng ta phải cãi hay chúng ta phải làm ra. Còn có những, ví dụ như chúng tôi nói cái cách tế nhị nè. Ví dụ như có những cái vật quý, chẳng hạn như là kim cương, hộp xoàn, hoặc là hồ vàng, bạc, châu báu gì đó, mà chúng ta giấu ở chỗ nào đó. Đó nghĩa là sống giữ chết mang theo. Có nghĩa rằng không ai có thể biết được. Thì đó, nó xem như chúng ta hết phước rồi, chúng ta mất cái của đó, nó rơi vào nó bây giờ nó không còn của ai nữa. Cho nên rồi có một người họ có được cái phước đó, cái họ thì có thể họ đào lên họ thấy, hay hoặc là có nhiều nhà đó, người ta cuốc lên, người ta đào lên cái nhà để người ta xây móng xây tường, đào xuống gặp vàng, đào xuống gặp cái đồ cổ vật quý. Dạ. Thì như thế thì chúng ta thấy cái tâm con người mình nó rất là ghê. Mà như thế thì kính thưa quý vị, còn là còn, mà mất là mất. Cũng giờ chúng ta cất giữ đi, chúng ta gửi ngân hàng, hay chúng ta gửi tiết kiệm gì đó vân vân tất cả. Nhưng khi mà chúng ta hết cái phước rồi, cái tự nhiên là nó phải đòi, nó phải móc chúng ta ra. Chúng ta bị nhiều cách, bị gian lừa có, bị lừa gạt có, rồi bị mất mát có, rồi bị tiêu xài có, rồi bị nó kiểu như là con cái nó tranh giành vân vân. Nó có nhiều cách, nó có nhiều điều mà làm cho tài sản của chúng ta nó biến mất. Nhưng người có phước thì tài sản nó luôn bên mình. Cái đó là một tài sản lớn.
cái tài sản đó là tài sản phước báo, là tài sản lớn nhất. Mà chúng tôi có lần chúng tôi thuyết pháp, chúng tôi nó gửi ngân hàng Phật á, là nó an toàn nhất, mà nó không thể mất, không ai chiếm đoạt được hết. Gửi ngân hàng Phật đó chính là chúng ta làm các công đức lành, bằng mỗi ngày một cái công đức, dù lớn dù nhỏ gì đó, theo cái khả năng của mình. Mình giàu quá, mình có nhiều quá, mà mình làm, thí dụ như làm có một chút xíu thì nó rất là bình thường với chính mình, thì công đức đó thì nó cũng sẽ đến với mình bằng một cách tức là rất là nhỏ nhẹ. Tại sao có những cái tiền của người ta vào phải nói là chất đống chất núi, còn mình á là kiếm từng đồng từng cắt, thì cũng vậy, do cái công đức của mình làm thôi. Nếu như mình làm một cái tâm xả tài, bằng một cái tâm ban bố, bằng một cái tâm tròn đủ, giúp tròn đủ, giúp đầy đủ, bố thí vật thực gọi là cho sức lực, bố thí y phục gọi là cho sắc đẹp, bố thí xe thiền cho sự an vui, bố thí đèn đuốc gọi là cho sáng, bố thí vật vừa lòng sẽ được vật vừa lòng, bố thí vật quý trọng sẽ được vật quý trọng. Cái điều này Phật dạy rất là tuyệt vời, nó nhân quả một cách rõ ràng. Thí chỗ quý trọng thì đi đến chỗ quý trọng, kính lễ bậc đáng kính lễ thì chúng ta sẽ được cái sự cung kính. Nó như thế, chúng ta cho cái gì sẽ được cái đó. Cái câu này rất hay, cho cái gì được cái đó. Được cái gì, kính thưa quý vị? Được cái ân thiên, được cái công đức. Mà cái công đức đó không ai chỉ cho ta. Quý vị còn nghe chúng tôi nói không ạ? Quý vị còn nghe chúng tôi nói? Dạ, cảm ơn. Thì cái đó chúng ta thấy nó rất là công bằng. Ở cuộc đời này đừng có nói tại sao mà mày có một cái phần, cái mạng, cái số mày hên quá. Mày hên quá, mày được như thế này, được như thế kia, không có hên xui gì hết. Cũng không có phải mà thần thánh nào mà ban bố cho mình cả, mà chính là cái phước của mình. Đó là sự thật như vậy. Không ai có thể ban bố cho mình. Bởi vì chính chúng ta có một cái nghiệp riêng của chúng ta. Chính chúng ta thừa tự trên cái nghiệp. Chính cái nghiệp này, chúng ta thừa tự cái nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là của riêng mọi người. Mà không ai có thể chiếm đoạt được, không ai có thể san sẻ được. Những niềm đau, nỗi khổ, cái vui, cái buồn có thể chia sẻ nhau về vật chất, nhưng đối diện với cái nghiệp đó là chính mình. Chúng ta thiếu phước người ta giúp cho chúng ta, mà chúng ta không có biết trân quý gìn giữ, cố gắng gìn giữ để chúng ta phát huy. Mà chúng ta kém phước thì nó cũng mất. Nó lạ kỳ như vậy. Bởi vậy cho nên đường tu bố thí đứng đầu, nó là một chuyện hết sức là quan trọng luôn, kính thưa quý vị. Bởi cái chuyện bố thí là cái chuyện nhỏ nhen nhất mà chúng ta làm không được, thì chúng ta tu cái gì? Có một số người nói mép, nói như thế này, nói như thế kia. Cũng như giờ mình nghĩ mình làm bằng tâm, cho nên tâm mình quan hỷ, mình ngồi, mình suy nghĩ, mình cúng dường một đại tự như thế này thế nọ trong cái đầu mình, nhưng mình sẽ thật ra không bằng cái tâm mình quan hỷ, mà chỉ cầm bằng cái gì, một cục gạch, một miếng xi măng thôi cũng có công đức. Còn hơn là cái tâm mình cứ suy nghĩ, cứ tơ tưởng, mình có đại tâm mà, do mình có đại lực à. Ngày hôm nay chúng ta có nghèo cách mấy, chúng ta cũng có một lon gạo, chúng ta nghèo cách mấy cũng được một nắm gạo, một nắm đậu, một miếng dầu, một miếng muối, một miếng đường chứ. Chứ còn nói không mà nói phét, không có thực tế. Cho nên ở đây có thể nói rằng là sự tu tập cần thiết lắm, là chúng ta phải nhớ điều vậy. Làm phước đó, chúng ta nghĩ rằng chúng ta mất, nhưng sự thật ra nó gấp 10 lần công đức.
Bởi vì Phật này nay vui, đời sau vui, khi làm phước thì cả hai đời vui. Chúng ta thấy biết, quý vị biết, nhiều khi á, một miếng khi đói bằng một nỗi khi no mà. Chúng ta nói một cách phổ quát luôn, khi chúng ta giúp đỡ cho những người mà gặp cái hoàn cảnh tức là ngặt nghèo đó, bị mà thiên tai quả hoạn, bị một cái bệnh dịch COVID á, khi chúng ta cho đó, kính thưa quý vị, một củ bắp, cái khoai người ta cũng thích nữa. Đừng có nói rằng tiền sẽ là được tất cả, chúng ta giữ tiền đi. Đến một lúc á, như cái nạn COVID vừa qua, nếu ai sống ở Việt Nam biết, vì có tiền không làm được gì hết, tất cả không cho ra khỏi nhà, tất cả ở nhà hết, rồi có tiền cũng mua không có được, có tiền mua không được, khá quý ha. Mà có một số người có tiền rất nhiều, họ nghĩ họ có tiền rồi không sợ, họ không có chuẩn bị, và đến khi đó đó không có cái gì hết. Chúng tôi nhớ chúng tôi chỉ có cho 2 tấn gạo thôi, vận động được 2 tấn gạo, một ít vật phẩm, mì và một số cái đồ lá ghim, và một số cám, rồi một số coi như là thuốc men, vật dụng chút xíu. Mà chúng ta không đâu có tiền đâu mà cho, mà được vận động như vậy coi như cũng là hay rồi đó. Có một số ở chùa Thừa Quang ở Sơn Đức, ông cũng tiếp với chúng tôi. Thì đó, thì sống cho đúng không, trân quý vô cùng. Từ người nghèo cho tới người giàu. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng là khi mình gặp chuyện gặp nạn đi, rồi chúng ta mới biết được rằng cái người được phước hay không được phước. Chứ còn bình thường bây giờ, ôi cha hả, bất động sản, tiền của ngân hàng như thế này như thế kia, mà chúng ta không nghĩ tưởng đến tha nhân, không nghĩ tưởng đến đồng loại, không nghĩ tưởng đến tha nhân, không biết bố thí, không biết cúng dường, không biết kính lễ tam bảo, thì kính thưa quý vị, rồi chúng ta thấy đó, khi có quả quản đốt cháy hết, khi dịch nạn đi tới, hơi thở này đi ra rồi mà nó không vô, nó vô rồi mà nó không đẩy ra được, không hít vào, không có thở ra, thì muốn việc điều nương mấy tấc hơi, hơi vừa dứt thì việc đời sẽ cũng chấm dứt. Nào của cải, vợ chồng, sự nghiệp, con cái, nhắm mắt rồi nắm tay không, đi một đến đây một mình, đi ra một mình. Đó là sự thật như vậy. Cho nên vậy, là một thân kiếp người biết trân quý, biết gìn giữ thì chúng ta được tốt đẹp. Hãy cố gắng làm những công đức, bởi vì đó chính là nơi nương nhờ của tất cả chúng ta. Chỉ có việc lành, chỉ có điều lành sẽ là nơi nương nhờ của tất cả chúng ta ở ngày hôm nay cũng như ở kiếp vị lai. Và ít nhiều gì theo do hoàn cảnh khả năng của mình, hãy cố gắng tạo tác. Có nhiều thì mình tạo nhiều phước lành, có ít thì cũng tạo nhiều phước lành, nhưng tâm của chúng ta luôn luôn sẽ là tâm, sẽ là tâm xả tài, sẽ là tâm thí, thì chúng ta sẽ được an lạc ở hôm nay và cũng như ở kiếp lai sinh. Và xin kết thúc và thời giảng thuyết nơi đây, trước khi dứt lời kính dân phần phước lành đến Đức Trời Đế Thích tới Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, như là các vị chư thần chư thiên ở tại chùa Bồ Đức, ở tại chùa Quảng Nghiêm, các vị chân linh, giác linh, chí linh ở tại hai chùa, xin tất cả hoan hỷ và được an lạc, được tấn hóa trong Phật pháp, và như hướng nguyện đến tất cả chư Phật tử, mong tất cả chúng ta có cái tấm lòng hiểu biết được Phật pháp, để chúng ta thực hiện các công đức, để chúng ta được an lạc ở hôm nay và cũng như ở ngày sau. Chúng tôi xin kết thúc, nếu có điều chi sơ thất, kính ngưỡng mong toàn thể quý vị hoan hỷ cho. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Cảm ơn ơi, Nhật Quỳnh không nghe được, cảm ơn. Sa thú đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân.
Thượng tọa Tuệ Quyền đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, con cũng xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh từ bi phúc chúc cho đạo tràng ạ. Dạ, con kính nhân mến đến Thượng tọa Minh Hạnh. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba buddhana bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba dhammana bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba sanghana bhavena sada sati bhavantu te. Tất cả phương ơn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ